Đối với phụ nữ thì ung thư cổ tử cung được ví như là một sát thủ giấu mặt. Bên cạnh việc điều trị bằng thuốc Tây thì vị thuốc nam như là cây xạ đen được rất là nhiều chị em lựa chọn để chữa bệnh ung thư cổ tử cung. Theo thống kê về bệnh ung thư cổ tử cung ở phụ nữ thì có khoảng 520.000 ca nhiễm mới và 274.000 ca tử vong trên toàn thế giới mỗi năm. Trong đó thì chỉ tính riêng ở Việt Nam thì chị em mắc ung thư cổ tử cung hiện nay là gần 100.000 người và trung bình khoảng 9 người chết mỗi ngày vì bệnh ung thư cổ tử cung. Do đó thì ung thư cổ tử cung là một trong những loại ung thư thường gặp nhất đối với phụ nữ ở độ tuổi khoảng 30 trở lên và tập trung nhiều nhất là ở độ tuổi từ 35 đến 50. Theo Đông y thì cây xạ đen có vị đắng chát, tính hàn, do đó thì cây xạ đen có tác dụng điều trị mụn nhọt, tiêu viêm, ung thủng, giải độc, giảm tiết dịch trong xơ gan cổ trướng. Đặc biệt là cây xạ đen có tác dụng hỗ trợ điều trị ung thư rất hiệu quả. Ở nước ta thì cây xạ đen thường mọc ở độ cao từ 1.000 đến 1.500 m và phân bố chủ yếu ở các tỉnh như là Hà Nam, Quảng Ninh, Ninh Bình và Hòa Bình. Bà con dân tộc Mường thường gọi cây xạ đen là cây ung thư. Theo các nghiên cứu khoa học thì trong cây xạ đen có chứa rất là nhiều chất như là flavonoid, saponin, triterpenol, quinol. Hiện nay thì cây xạ đen là một loại cây được sử dụng trong Đông y và Tây y để hỗ trợ điều trị các bệnh liên quan đến ung thư và các khối u rất là hiệu quả. Cụ thể là hóa chất flavonoid là chất chống oxy hóa các gốc tự do nên có thể ngăn chặn sự hủy hoại của tế bào ung thư như sự lão hóa do các gốc tự do gây ra, nâng cao tính bền cho thành mạch như là rutin, có thể điều trị các rối loạn chức năng như tĩnh mạch, giãn tĩnh mạch hay là suy yếu tĩnh mạch. Đồng thời thì chất flavonoid có khả năng tạo phức với các ion kim loại nên có tác dụng như những chất xúc tác giúp ngăn cản phản ứng oxy hóa. Do đó thì các chất flavonoid có tác dụng bảo vệ cơ thể, ngăn ngừa xơ vữa động mạch, tai biến mạch máu não, lão hóa, thoái hóa gan, tổn thương do bức xạ. Còn hoạt chất saponin triterpenol trong cây xạ đen thì có khả năng làm tăng sự thẩm thấu của tế bào. Sự có mặt của saponin sẽ làm cho các hoạt chất khác dễ hòa tan và hấp thu. Một số saponin có tác dụng chống viêm, kháng khuẩn, kháng nấm, ức chế virus. Trên thực nghiệm thì chất này có tác dụng là chống ung, giúp kiềm hãm sự phát triển của các khối u, các tế bào ung thư cũng như là ngăn chặn sự di căn của các khối u ác tính. Về hoạt chất quinol thì có tác dụng làm cho các tế bào ung thư hóa lỏng, dễ tiêu. Khi kết hợp các hoạt chất này với các hoạt chất flavonoid, saponin, triterpenol sẽ giúp tăng cường khả năng phòng chống ung thư, đào thải và loại bỏ các tế bào ung thư ra khỏi cơ thể của người bệnh. Tuy cây xạ đen là một vị thuốc rất là hiệu quả đối với những bệnh nhân bị ung thư cổ tử cung, tuy nhiên thì phụ nữ có thai thì không nên sử dụng sản phẩm từ cây xạ đen. Đồng thời thì trong quá trình sử dụng cây xạ đen thì bạn không nên ăn rau muống, vì rau muống sẽ làm giảm đi hoạt tính của vị thuốc. Để phát huy tối đa tác dụng thì khi sắc nước thì bạn nên sử dụng nồi đất để sắc thì vị thuốc sẽ thơm ngon hơn. Để chữa bệnh hiệu quả thì bệnh nhân ung thư cổ tử cung cũng được chăm sóc đặc biệt với các loại chất dinh dưỡng có trong rau, củ, quả và cá, chất đạm. Người bệnh nên tránh những đồ ăn như là đồ nướng, đồ lên men, thực phẩm chứa chất kích thích. Đặc biệt là những bệnh nhân bị ung thư cổ tử cung thì nên hạn chế vận động, thay vào đó thì người thân cùng với người bệnh thì nên tham gia tập thể dục thể thao như là đi bộ, chạy bộ nhẹ, tham gia vào các môn thể thao cụ thể nào đó để nâng cao sức khỏe cho bệnh nhân.